Xin chào các bạn, rất là vui được gặp lại các bạn trong ngày hôm nay. Và hôm nay đồ chơi di động.com sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc tai nghe Bluetooth rất là nhỏ gọn của hãng Xiaomi. Chiếc tai nghe Bluetooth có model là LYZ01LM, tên này khá dài dòng thì chúng ta tạm gọi là tai nghe Bluetooth của Xiaomi. Đây là chiếc tai nghe Bluetooth có thiết kế rất là đẹp và nó đang dậy lên cái cơn sốt trong thời gian vừa qua, và tất cả chúng ta đều săn lùng chiếc tai nghe này bởi vì thiết kế đẹp của nó, và thứ hai là những cái hiệu năng ấn tượng mà nó mang lại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp ra để xem nó. Bây giờ mình sẽ mở hộp chiếc màu trắng trước. Thì bên trong này các bạn thấy cái phần đóng gói nó khá là quen thuộc với Xiaomi. Hộp trước, mặt trước rất đơn giản, chỉ có chữ Mi. Phần sau là một ít cái thông tin về cái tính năng của sản phẩm và những cái phần mã để chúng ta check code để kiểm tra xác thực cái tính gọi là cái tính chính hãng của sản phẩm. Đây là sản phẩm thật. Bây giờ mình zoom gần một chút xíu lại phía mặt sau để các bạn xem. Vì đây là cái sản phẩm phát hành ở trong cái thị trường nội bộ trong Trung Quốc thôi, nội địa thôi, thì nó không có những cái phần hướng dẫn bằng tiếng Anh. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn bằng tiếng Việt luôn. Đây là chiếc tai nghe của chúng ta, hoặc nhìn rất là đơn giản. Những thiết kế của Xiaomi dạo này rất là đơn giản. Đây là cái hộp sản phẩm và đây là chiếc tai nghe của chúng ta. Chúng ta sẽ xem chi tiết nó sau. Đây là phần hướng dẫn và hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc. Đi kèm theo nó là một cái sợi cáp micro USB dùng để sạc cho nó, và thêm hai cái phần bút đệm tai nghe để chúng ta backup và chúng ta dùng cho cái tai phù hợp với chúng ta. Nó có độ dài ngắn như thế này khác nhau, thì chúng ta sẽ dùng cái nào mà chúng ta cảm thấy nó tiện nhất. Thì chúng ta có tất cả là ba cái độ dài. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem về cái thiết kế bên ngoài của nó. Với cái trọng lượng chỉ có 6.5g thôi thì các bạn thấy là nó gần như là rất là nhẹ và không có cảm giác gì mấy khi chúng ta cầm trên tay. Và điều này nó sẽ giúp cho chúng ta đeo trên tay lâu mà chúng ta sẽ không bị mỏi. Và thứ hai là các bạn thấy là cái phần móc gài của nó bằng silicon rất là mềm và được thiết kế rất là khoa học để nó phù hợp với vành tay của nhiều người. Và khi đó thì chúng ta mang lâu chúng ta thì chúng ta không có cảm giác khó chịu, và lại nó vẫn bám cái tay chúng ta rất là tốt mà không bị rớt ra ngoài. Và đặc như thế thì chúng ta sẽ không cần dùng thêm những cái gài tai phụ như là những cái dòng tai nghe Bluetooth khác. Và nhìn tổng thể của chiếc tai nghe Bluetooth này, các bạn thấy là nó rất là nhỏ gọn và kiểu dáng cũng khá là lạ mắt. Nó thon gọn và theo hình ống tròn như thế này, chứ nó không có dạng bè bè mà to mọc ra như những chiếc tai nghe khác. Và đeo trên tay nó rất là thanh lịch. Và phía trên đỉnh này thì các bạn thấy là nó có cái phần bấm, nút bấm này là dùng để chúng ta thực hiện ra lệnh cho chiếc tai nghe. Và cái lệnh này sẽ được chuyển tiếp đến máy thông qua kết nối Bluetooth. Ở đây thì tai nghe chúng ta sử dụng kết nối Bluetooth 4.1. Với cái thiết kế nút bấm này thì cái khả năng sử dụng, cái số lần sử dụng theo ước tính của Xiaomi là nó lên tới khoảng 5 triệu lần bấm. Và chiếc tai nghe Bluetooth này thì chúng ta có thể kết nối cùng lúc với lại hai thiết bị khác nhau. Và cái thời gian pin của nó cũng khá là ấn tượng, với thời gian chờ lên đến khoảng 1 tuần và cái thời gian gọi là liên tục đến khoảng 5 giờ. Và chúng ta mở cái earbud này ra thì các bạn thấy đây là cái phần lõi tai nghe bên trong. Rất là đẹp. Và theo cái thử nghiệm thực tế thì cái chất lượng cuộc gọi trên tai nghe này nó rất là tốt. Âm thanh gọi là clear voice, tức là chúng ta nghe rất là rõ ràng khi chúng ta chạy xe ở ngoài đường, nhất là đường môi trường thành phố rất là ồn ào như chúng ta. Nhưng mình đã thử nghiệm mình chạy xe với tốc độ khoảng 40 km/h thì mình vẫn nghe rất là rõ cái tiếng âm thanh ở trong đó. Và đặc biệt mình mở nhạc nghe thì nó cũng rất là rõ. Mặc dù cái ở ngoài tiếng bạc gió chúng ta vẫn nghe được, nhưng mà cái phần quan trọng là cái phần âm thanh chuyển đến từ tai nghe thì chúng ta vẫn nghe rất là đầy đủ và rõ ràng. Đó là cái điều rất là quan trọng với một chiếc tai nghe Bluetooth. Ở phía dưới này thì các bạn thấy là phần cổng sạc micro USB chúng ta để sạc cho chiếc tai nghe khi nó hết pin. Và phía trong này thì chúng ta có một cái chữ logo Mi rất là đơn giản phía trong này. Chúng ta áp vào tai nghe thì không ai biết chúng ta đang đeo tai nghe gì. Và phía đây là chúng ta có một cái đèn báo hiệu để cho chúng ta biết được cái tín hiệu kết nối chúng ta như thế nào.
rất là đẹp phải không các bạn? Vừa đẹp vừa nhẹ vừa gọn và nhiều có nhiều rất là nhiều cái tính năng hữu ích. Và cái như là các loại tai nghe thông thường khác thì chúng ta có kết nối Bluetooth ở khoảng cách là khoảng 10 mét, và cái giao thức giao tiếp của nó là những giao thức như là A2DB, HSB, AV, RCB hoặc là HFP, và nó tương thích với 99% các thương hiệu điện thoại hay máy tính bảng khác nhau. Và cái chiều cao này thì các bạn ước chừng là nó khoảng bao nhiêu? Cái chiều cao này thực tế thì nó là 5.6 cm, và cái đường kính của nó ở đây là 1 cm, rất là gọn. Cái thời gian sạc đầy cho nó là khoảng 2 tiếng đồng hồ, thì chúng ta nên dùng cái sạc có công suất thấp thôi. Thường là chúng ta dùng cổng USB của máy tính thì nó an toàn hơn, và pin dung lượng của nó là khá là nhỏ, vì chúng ta sạc bằng cái công suất lớn thì pin nó nhiều khi là nó dễ hư, dễ mau hỏng. Ngoài cái chiếc màu trắng này ra thì hiện nay trong cái dòng tai nghe này của Xiaomi thì chúng ta có thêm một màu lựa chọn nữa, đó là chính là màu đen. Theo mình thì màu nào cũng rất là đẹp với các bạn nữ, hoặc là những bạn nào sử dụng những cái thiết bị chiếc máy màu trắng thì chúng ta dùng thêm cái tai nghe màu trắng thì cho nó đồng bộ. Còn đối với bạn nam hoặc là dùng những cái máy màu khác thì chúng ta nên dùng chiếc màu đen á, chẳng hạn, thì chúng ta dùng trong màu tối này thì nó sẽ phù hợp hơn và nó tất nhiên là sạch sẽ hơn những màu trắng. Các bạn thân mến, phần giới thiệu chiếc tai nghe Bluetooth của Xiaomi do đồ chơi di động.com thực hiện đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.